với chồng con á là gặp nhau từ hồi cái còn nhỏ, lúc mà khoảng tầm 10, 15, 16 tuổi. Là lúc đó đang sinh hoạt trong một cái môi trường là đoàn đội của giống như là phường xã, sáng một buổi sáng cái xong rồi cái con nhận được một cuộc điện thoại. Cái chị đó chị mới nói là ủa em là gì với anh Sinh. Cái mình cũng kỳ kỳ sao, ủa sao tự nhiên hỏi vậy, sợ tại vì thấy là nó hơi rốt mà không biết là ai gọi. À, sao vậy chị, có gì không? Cái chị mới nói, chị đó mới nói là à, em là gì với anh Sinh mà thấy anh Sinh để trong lưu trong danh bài điện thoại là vợ bé. Có nghĩa là giỡn nhưng mà lưu trong điện thoại là vợ bé luôn. Nó thiệt đến mức độ vậy đó. Mà cái chị đó là vợ lớn của con hay gì? Cái đó là bạn gái đó, đó là bạn gái. Thôi bây giờ chắc cưới đi rồi đi về nhà nằm coi phim cha cho rồi. Cái đó mà mình chó nghe là mình nói theo kiểu là giỡn thôi, tức là tất cả mọi thứ đều giỡn. Cách đâu khoảng 2-3 tuần sau khi anh nhắn tin cho con một cái tin gì nè. Anh nói chuyện với mẹ rồi đó, à, mẹ đồng ý rồi, rồi em nói chuyện với ba mẹ em đi rồi có gì mẹ anh qua hỏi cưới. Tôi chưa hưởng. Mỗi lần con đi nhậu về, ngủ một giấc dậy là sáng tiền bạc bay sạch hết. Giờ lấy tiền khoản ra chuyển sạch tiền vô lại khoản bà hết. Cái là trừng phạt đó. Mà con đâu có để ý đâu, con đâu có biết. Một hai lần đầu con đi ra con đi làm mua đồ ăn sáng. Muốn đổi quần luôn. Tại vì mình quen tưởng móc bóp ra không có tiền, mình nghĩ là thôi con có chuyển khoản không, chuyển khoản móc điện thoại là cũng không có tiền luôn, không có gì đâu, trả lại. Quen điển hình của các bà vợ chúng ta. Chúng ta biết mà chúng ta không thể nào. Từ bây giờ đến sau này đi ha. Những cái khoảng thời gian mà em cần anh thoải mạn thì em phải nói với anh để anh biết chứ anh không biết. Từ nay về sau thì gần nhất là tối nay đi, anh sẽ làm nhiều cái bất ngờ với em. Ôm cái gì nào, bay quá. Ôm một cái gì nào, đến lúc rồi. Con tên là Nguyễn Hoàng Sinh, năm nay con 33 tuổi. Hiện con đang làm nhân viên kho ở khu nghiệp Tân Bình. 33. Trời ơi, nhỏ tôi có 6 tuổi thôi nè. Tôi mới có 39 nè. Dạ, con tên là Trịnh Thị Ánh Nguyệt, hiện tại con là 32 tuổi. Dạ, đang kinh doanh tự do. Hai vợ chồng đều sống ở thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Phú. Vậy gì thì bây giờ là hai đứa kể cho chương trình biết đi, là cái cơ duyên nào mà hai đứa gặp nhau? Con với chồng con là gặp nhau từ hồi cái còn nhỏ, lúc mà khoảng tầm 10, 15, 16 tuổi. Là lúc đó đang sinh hoạt trong một cái môi trường là đoàn đội của giống như là phường xã. À lúc đó mới cấp 2 rồi đúng không? Dạ đúng rồi, mới cấp 2. Nói chung là lúc đó là biết nhau thôi. Con thấy anh quậy, khi mình thì thuộc tiếp là đi học. Rồi nói chung là nữ tánh rồi này. Như vậy là không có cảm tình. Dạ đúng rồi, lúc đó là không có cảm tình. Mà hồi nhỏ em nằm chung á, là trong cái lều á, là trong cái lều sinh hoạt của thiếu nhi á, thì vợ em có nằm hát. Em thấy con bé này sao hát hay dữ ta. Cứ mỗi năm tới hè là con xuống sinh hoạt. Mỗi năm tới hè là xuống sinh hoạt. Mà mỗi năm sau là cổ có nằm hát như vậy nữa không? Không, lên là... hát luôn, lên sân khấu hát luôn. Lên hát luôn. Mấy đứa gặp nhau có nhiều lần không? Bẵng đi thời gian á, là khi mà bắt đầu là con vào sinh viên năm nhất năm hai á, thì là ảnh không có xuất hiện nữa. Con vẫn sinh hoạt ở dưới đó bình thường. Nhà con vẫn sinh hoạt ở khu vực đó, còn ảnh thì ảnh không có tới sinh hoạt nữa. Thì khi mà bắt đầu con là sinh viên năm ba á, thì ảnh mới quay lại. Vẫn là cứ những cái công việc sinh hoạt vậy đó, nhưng mà cái mối quan hệ nó khác, chơi với nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Và lúc đó là bắt đầu là xưng nhau là vợ chồng. Tại sao vậy? Chồng với lại vợ bé, ảnh đang giống như là đi xuống với khu sinh hoạt á là đều có dẫn theo bạn gái. Wow. Đó, nên là khi giỡn hết, giống như là khi giỡn với con á là xưng là vợ bé. Thôi em làm vợ bé anh đi, là cái đó là giỡn thôi, tất cả mọi thứ đều là giỡn. Và con cũng giỡn lại, chồng vậy đó, chồng vợ và bé. Sáng một buổi sáng, cái xong rồi cái con nhận được một cuộc điện thoại. Cái chị đó chị mới nói là ủa em là gì với anh Sinh. Cái mình cũng kỳ kỳ sao, ủa sao tự nhiên hỏi vậy, sợ tại vì thấy là nó hơi rối mà không biết là ai gọi. Sao vậy chị, có gì không? Cái chị mới nói, chị đó mới nói là em là gì với anh Sinh mà thấy anh Sinh để trong lưu trong danh bài điện thoại là vợ bé. Có nghĩa là giỡn nhưng mà lưu trong điện thoại là vợ bé luôn. Nó thiệt đến mức độ vậy đó. Mà cái chị đó là vợ lớn của con hay gì? Cái đó là bạn gái á, chị đó là bạn gái. Đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu có cảm tình với nhau và chính thức quen với nhau? Sinh hoạt cái xong rồi nhắn tin nhiều hơn, chia sẻ về giống như về cuộc sống, về này nọ thì bắt đầu đó cảm tình. Ấn tượng cái giọng hát cho đến lúc mà tỏ tình là bao nhiêu lâu? Tầm một năm á con. Dạ. Sau khi tỏ tình là bao nhiêu lâu thì cưới? Dạ 2 năm ạ. Như vậy là hai bạn này quen nhau gần thập kỷ rồi mới cưới đúng không? Dạ. Rồi gần thập kỷ quen nhau vậy đi chơi còn chỗ nào chưa đi không? Dạ. Con lại lười chơi lắm. Chồng con bị cái là cũng không có lãng mạn. Giống như là con nghe tiếng ảnh là cũng từ trường tình cô gái cũng dữ lắm. Nhưng mà tới lượt mình thì thấy bình thường lắm. Cưới là như thế này. Con lúc đó là bắt đầu là hai người quen nhau cái bắt đầu đi chơi. Cứ suốt ngày chỉ có đi vòng vòng giống như anh á. Cứ chở đi vòng vòng. Cái hết cà phê. Cái xong rồi đi coi phim. Rồi xong rồi đi cái vòng vòng cái có một lần cái ông nói chán quá anh, ý là sao mà cứ vòng vòng hoài vậy, rồi mà tốn tiền nữa, mà cứ đi mấy cái điểm đó đi hoài, thôi bây giờ chắc cưới đi rồi đi về nhà nằm coi phim cha cho rồi đó. Cái là mà mình chó nghĩa là có nghĩa là mình nói theo kiểu là giỡn thôi, tức là tất cả mọi thứ đều giỡn. Cách đâu khoảng 2-3 tuần sau khi anh nhắn tin cho con một cái tin gì nè, anh nói chuyện với mẹ rồi đó, mẹ đồng ý rồi,
Rồi em nói chuyện với ba mẹ em đi, rồi có gì mẹ anh qua hỏi cưới. Cô chân hững luôn. Ủa gì vậy trời? Là vậy à? Trước cưới có gây lộn, có cãi vã gì không? Con thì cái lần mà gây lộn khủng khiếp nhất là cái lần mà vợ con thì thích đi hát. Cái thời điểm đó là hai vợ chồng con là còn đang bán bánh tráng trộn ở ngoài đường á. Thì cứ tại con đi làm về chiều con bán, rồi vợ con cũng đi học xong rồi chiều về bán á. Thì cái thời điểm đó nó căng lắm. Cứ đi làm về rồi lao vô làm bánh tráng trộn, cá viên chiên nó căng lên, nó đổ nữa. Cứ vợ mình cứ bỏ đi hát. Cái con cảm thấy bực bội quá. Lúc đó là chưa cưới á cô. Hai vợ chồng chỉ sống vậy thôi á. Cái ông mình bực bội quá, sao nó khoái hát quá. Con thì không có mắng. Con giận hờn lên rồi con đập đồ. Trời ơi, con giữ hơn mắng nữa. Đó. Con có nghe lời ảnh con bỏ hát, con tập trung cho công việc bán bánh tráng được không? Dạ, con thấy cái này không hợp với mình. Tại vì do là mình là một người thích bay nhảy, thích ca hát, múa hát vậy đó. Mà anh này thì anh lại không thích những cái chuyện đó. Cái thành ra là con đã suy nghĩ tới cái vấn đề là không muốn tiến tới. Dạ, thì bắt đầu là con cũng thay đổi suy nghĩ. Con cũng nhìn nhận ra được điều đó. Và lúc đó là bắt đầu là con tốt nghiệp đại học. Và lúc đó con đi xin việc làm là coi như là con đi... Con khi mà bắt đầu nghĩ cái công việc buôn bán đó là đi làm cho công ty luôn. Dạ, lúc đó là quê luôn ạ. Thôi bây giờ chúng ta nói tới cái phần kia luôn đi. Tới cái phần tật xấu luôn đi. Kể luôn đi. Dạ, tật xấu của ảnh là con khó chịu nhất tới bây giờ luôn là vẫn là đi nhậu nhiều, không quan tâm nhiều và không có gọi là không có lãng mạn, không có tinh tế. Thôi hai chồng cãi nhau toàn là những cái lúc mà lễ lộc sinh nhật. Rồi là cãi nhau rồi. Vô tâm, ảnh không nói không rằng gì hết á. Ví dụ như sinh nhật con đi, hay gì chúc mừng sinh nhật vợ hen, con chỉ cần vậy thôi. Thậm chí là con không cần gì lớn lao nhưng mà ảnh cũng không. Im, không nói gì nguyên một ngày. Tới bây giờ là đỡ hơn rồi chú, có nghĩa là đỡ hơn, có nghĩa là tới ngày tới sinh nhật là nhắn tin Zalo chúc mừng cô gái sinh nhật hôm nay vui vẻ nha. Rồi vậy thôi rồi thôi nguyên ngày gì không? Dạ không. Con không thích lãng mạn. Tới thời điểm con sinh nhật của con không chẳng cần ai phải lãng mạn với con. Cứ vậy đi cho nó qua cho nó xong, mà vợ con thì lại thích, con thấy nó ngại lắm. Con làm không được. Thực sự là tại vì ngại. Con làm không được chứ không phải là con không muốn. Nhưng mà Sinh có biết là vợ mình rất là thích. Con biết. Tôi nghĩ là không riêng gì vợ em đâu. Mà tất cả những chị vợ, những cô vợ trên thế gian này đều rất là thích được chồng, được người yêu của mình quan tâm. Thật ra không cần phải tặng những cái gì nó to tát lắm. Chỉ một cái tin nhắn thôi, chúc cô gái của anh sinh nhật vui vẻ. Nhưng mà em rất vui. Vui, rất vui, dạ, vui cả đó. Ngày. Đó, rồi bây giờ tới Sinh đó. Dạ, con thì cái tính của con là thích xếp đồ, dọn cho nó vô cái logic đó, nó ngăn nắp á. Vợ con thì cũng dọn, nhưng mà không có vô cái logic gì hết á. Cứ dọn sao dọn cho nó sạch thôi. Con lại thích là dạng giống như là sách vở là phải để đúng cái chỗ đó. Đúng rồi. Quần áo là trong tủ là phải xếp cho ngăn nắp lên. Còn vợ con là cũng xếp nhưng mà quăng vô. Vợ là gọn gàng như thồn vậy đó, để trước mắt mình không có một cái gì bừa bộn thôi. Mỗi lần con đi nhậu về ngủ một giấc dậy là sáng tiền bạc bay sạch hết. Vợ lấy tiền khoản ra chuyển sạch tiền vô tài khoản bà hết. Cái là sự trừng phạt đó. Mà con đâu có để ý đâu, con đâu có biết. Một hai lần đầu con đi ra, con đi làm mua đồ ăn sáng muốn đổi quần luôn. Tại vì mình quen tưởng móc bóp ra không có tiền, mình nghĩ là thôi con có chuyển khoản móc điện thoại là cũng không có tiền luôn, không có gì đó trả lại. Quen điển hình của các bà vợ chúng ta. Mà chúng ta biết mà chúng ta không thể nào. Mà giờ còn không? Dạ còn, nhưng mà giờ con biết rồi, con biết là chắc chắn là không có tiền, con lên công ty con mượn tiền con ăn. Rồi cuối cùng cũng trả thôi. Rồi có nóng tính không? Dạ không, vợ con thì hay càm ràm thôi chứ nóng tính là con. Ví dụ càm ràm là sao? Càm ràm là hay nói thôi. Con thì xếp đồ vô, bà đi tiếng không được, bà cũng nói. Về tới ảnh ngủ vậy nhưng mà con nhìn ảnh ngủ mà con tức luôn. Thà ảnh vậy ngồi nói chuyện đi thì đỡ tức. Mà ảnh về ảnh nằm ảnh ngủ là con tức lắm. Có những ông chồng nhậu xỉn về đó là ổng không muốn ngủ mà cũng không muốn cho ai ngủ. Nó nghe nè, rồi con ở ngoài đời đó, thì con có nhẹ nhàng với một cô gái nào bao giờ không? Con là luôn nhẹ nhàng với cô gái luôn á. Áp dụng cái đó với vợ con. Con cũng nhẹ nhàng với vợ con mà. Từ cái nhẹ nhàng mà con viết thêm vài những cái câu từ á là nó sẽ ra lãng mạn. Thử đi. Con tưởng tượng con đi thi đi. Con đi thi trắc nghiệm. Ngồi đứng lên đi đó. Đó. Hay là nắm tay cho nó. Đó, thấy chưa? Đó. Này là lãng mạn rồi. Rồi chú thận chỉ con nói. Nói gì đi, nói chạy tự nhiên chỉ. Tự đi con tự. Từ bây giờ đến sau này đi ha. Những cái khoảng thời gian mà em cần anh lãng mạn thì em phải nói với anh để anh biết chứ anh không biết. Từ đây về sau thì gần nhất là tối nay đi, anh sẽ làm nhiều cái bất ngờ cho em. Ôm cái gì nào? Hay quá, hay quá. Ôm một cái gì nào, đến lúc rồi. Tên Nguyễn Phúc Quý Thành, năm nay em 23 tuổi, em là kỹ sư hóa học. Quý Thành,
Dạ. Trời ơi, 23 tuổi mà có vợ là đúng là nhỏ quá đúng không? Ủa, lấy vợ bao lâu rồi? Dạ, em lấy vợ là 6 tháng. 6 tháng, lúc đó là 22 tuổi. Còn em? Dạ, em tên là Trần Thị Kim Hằng, năm nay em 22 tuổi, em mới tốt nghiệp đại học. Anh hỏi nè, Hằng với Thành là quen nhau trong trường hợp? Dạ, tụi em quen nhau là tụi em học chung trường cấp 3 năm, nhưng mà lúc đó tụi em chưa biết nhau. Rồi sau đó tụi em mới tình cờ thấy Facebook của vợ em, rồi thấy vợ em xinh xắn, rồi muốn làm quen thử. Rồi em cưa cẩm em hẹn đi chơi. Khi hẹn đi chơi nên chị hỏi nè, lúc mà ông xã em á gặp em ngoài đời á, lần đầu tiên á, ông xã có rung vậy không? Đúng rồi, trả lời như cả bài. Dạ, bình thường. Anh hỏi thật nè, vợ có viết kịch bản của anh một lần không vậy? Dạ, không có. Trả bài vậy hả? Tụi chị hình dung á, cái lúc mà hôm đầu tiên mà ông xã mà gặp em á, mà ông xã tỏ tình với em theo kiểu này á, là em dính liền á, tại vì quá chân thành và quá dễ thương. Đúng không? Dạ. Đúng, đúng không? Tỏ tình em cũng rung rung vậy. Vậy đó hả? Lúc em tỏ tình rung em nói câu gì? Dạ. Nói giờ mình thử nhá. Thử là thử cái gì? Thử cái gì? Dạ, mình quen thử nhá. Lúc đó là gặp nhau ở đâu? Dạ, rồi em gặp nhau ở quán trà sữa. Trà sữa hả? Trà sữa? Dạ, trà sữa. Trà sữa. Quán ăn tên là trà sữa hả? Phải không? Quán nước. Hả? Gặp nhau ở đâu? Dạ, tụi em gặp nhau quán trà sữa, quán cà phê. Trà sữa đúng không? Dạ. Em nói phát âm là chữ trà sữa. Dạ, trà sữa. Ủa em, lúc đó là lớp mấy? Em lên đại học năm nhất anh Thành, đại học năm 2 thì tụi em mới biết nhau. Mới gặp lại nhau. Mới gặp lại nhau, gặp và nhau biết nhau. Gặp nhau trà sữa. Câu đầu tiên vợ em leo lên xe em ngồi, vợ em nói đừng có cua tôi nha, cua cũng không dính đâu. Tôi là tôi kết ông chú rể này. Rồi lúc mà lên gặp trên Facebook rồi xong sao, làm quen sao? Em hỏi vợ em là tối nay mình đi chơi nha, bà thích đi đâu, ăn cái gì nè. Rồi xong hôm đó đi uống trà sữa rồi nói chuyện gì? Dạ tụi em nói chuyện học, đổ sách, rồi vợ em thấy em tưởng là giấu gia đình BD vậy, cái vợ em thấy tội nghiệp có quen thử. Rồi lúc quen thử như vậy á, thì bản thân em là em có muốn gọi là quen thiệt với vợ không? Dạ, lúc đó em muốn quen thiệt với vợ. Mà em ấn tượng gì mà em muốn cua bạn? Cái điểm ấn tượng của em về dạ, cái cô này. Rồi vợ em nói chuyện sốc, kiểu như nhiều khi có bất cần ra. Là sao? Giờ em nói bây giờ quen thử, em muốn quen được thì quen. Rồi em bực quá em quen cho rồi phải không? Rồi, em cũng muốn quen thử. Tại lúc đó ai mà càng làm gì nói khó em là em càng muốn làm tới, em muốn cua cho dính luôn. Nghe này anh hỏi nè, dạ. Nó như là quen thử, con này thấy ai mà khó quá tôi là cua cho dính, phải không? Dạ. Thế thì có sống thử không? Dạ không có sống thử. Tụi em không có sống thử. Tụi em thương nhau rồi gia đình cho cưới. Dạ. Mà sống thiệt luôn. Thì dạ. Đó thì bởi vì mới hỏi cái lúc mà đám cưới xong á, sống thiệt á là vui không? Do gây lộn hoài. Về vấn đề gì? Dạ. Anh Thành ghen. Ghen? Em ghen hả Thành? Dạ em ghen, em đa nghi. Chứ chị không nghĩ là em ghen đó. Nhân hiền khô. Chị nghĩ em hiền khô à. Khi ở một mình với vợ em mới bộc lộ tính ghen. Chứ ở một mình bộc lộ tính ghen. Mỗi lần em ghen lên sao? Ví dụ dạ, em hỏi đi với thằng nào hôm nay có nói mà chuyện với nó. Hỏi giọng giống gì hay là hỏi cái giọng nó lớn hơn? Đó, em hỏi lớn hơn, la lớn hơn. Ba mẹ em ở bên phòng tự có chuyện gì chạy qua. Ủa em, dạ. Thằng chia sẻ cho anh biết nghĩa là mỗi lần mà anh Hạnh ghen lên thì anh có hiền giống vậy không? Hay là anh dựng? Dạ không, cũng vậy á. Sáng giờ làm cái gì? Đi với ai? Đi với thằng nào? Dạ, vậy thôi. Vậy hả? Rồi em trả lời sao? Anh Thành anh muốn là em phải kể chi tiết rõ ràng sáng giờ làm gì cho nghe, nhưng mà làm gì em thấy khó chịu chứ năm nay em bực á, em nói lại rồi em với anh Thành gây lộn. Vậy hả? Dạ. Cái lộn rồi đập đồ hay là sao? Hay là gây lộn có xô đẩy nhau rồi có đập đồ, đập mấy cái hộp khăn giấy ở nhà rồi là để về hoàn hết luôn. Đập hộp khăn giấy à? Ủa? Mà lý do gì Thành lại ghen Thành? Dạ tại vì em hay suy diễn. Ngày xưa em bị bạn bè chơi xấu. Từ lúc đó em đâm ra đa nghi với mọi thứ xung quanh. Các em đa nghi với vợ của em. Rồi bây giờ hiện giờ kinh tế của tụi em là ai làm ra tiền? Dạ ba anh Thành. Ba mẹ Thành là lo, vẫn là lo dạ, kinh tế cho hai đứa. Dạ ba mẹ mình nói là cũng có đi làm thêm dạ, một số thứ. Đúng rồi anh Thành cũng có đi làm gia sư. Và gia sư là Thành dạy về môn gì? Dạ môn toán. Toán và văn luôn. Dạ. Rồi mỗi lần gây lộn thì có đòi chia tay không? Dạ có. Ai là người đòi? Có hồi kỳ gây lộn quá trời em đòi chia tay, cái xong rồi cái anh Thành anh tức lên, anh đòi nó muốn chia tay thiệt đi, cái em xảo em năn nỉ lại. Em năn nỉ lại.
lúc đó em mở cửa em nói muốn đi thì đi luôn đi, cái vợ em chui vô nhà lại không dám đi. Chui vô nhà lại. Ủa nhưng mà Thành tại sao Thành không xuống nước với vợ? Tính em vợ ấy cọc lên. Mỗi lần cọc thì Thành nói lớn không? Dạ thì cũng la, vợ quăng hộp giấy đĩa thôi à. Chứ mấy kia đâu dám quăng đâu. Quăng tốn tiền rồi đó. Dân mà dân giỏi toán nữa mà, ta tính dữ lắm nha bộ. Vậy là hai bạn là chưa có em bé đâu đúng không? Dạ chưa. Có muốn có liền không hay là đang trong kế hoạch? Nhiều khi cũng muốn có nhưng mà bây giờ có hơi bị khó khăn cho nên 2-3 năm nữa. Đó, cũng được rồi. Rồi giờ hai bạn mong muốn thay đổi gì ở nhau vậy? Em mong muốn giờ em đừng có nói sóc, nói chuyện láo với em, nói chuyện bất cần với em. Chứ là đừng có ngủ nhiều. Giờ em mỗi lần cãi lộn giờ em nói bây giờ anh muốn cái gì thì tùy anh đi. Dạ, anh Thành thích nhẹ nhàng, nói chuyện ngọt. Mà mỗi lần em tức lên thì em hay chửi, em la lắm. Cho nên anh Thành... Tức là mong vợ đừng có nóng nảy và đừng có nói sốc. À, nhẹ nhàng. Được không Hằng? Dạ, được chứ. Được. Thế còn Hằng muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Bớt ghen với là bớt đa nghi lại. Anh đi làm nhiều với anh học nhiều á. Anh hay bị áp lực lắm cho nên anh hay bị căng thẳng. Thì em cũng mong là anh Thành bớt căng thẳng, áp lực lại, sống vui vẻ. Đã có bao giờ mà tụi em suy nghĩ là giống như ra riêng á? Dạ. Tụi em cũng có suy nghĩ nhưng mà kinh tế bây giờ chưa cho phép cho nên tụi em đang sống với ba mẹ. Cái tịnh 3-4 năm nữa cái tụi em mới nghĩ tới chuyện ra riêng. Với lại em sống với ba mẹ thương lắm, không có gì. Không, nhưng mà nếu mà tụi em sống như vậy thì là tụi em có khi nào nghĩ là mình sẽ phải làm việc xong rồi mình giúp đỡ cho ba mẹ ngược lại, tức là phải đóng góp tiền để cho ba mẹ trang trải cuộc sống không? Dạ, có chứ. Thì ba mẹ nói là bây giờ ba mẹ lo được, khi nào mà đi làm thì từ từ ba mẹ buông ra. Giờ bây giờ anh Thành thì anh cũng đang đi làm rồi, từ từ tụi em cũng ổn định. Thực ra thì bây giờ hai đứa đang là quá nhỏ, một đứa là 23 tuổi, đứa thì 22 tuổi. Theo chị là như vậy nè, hai đứa hiện giờ đang được cái sự bảo bọc của ba mẹ thì tranh thủ cái thời gian này, ngoài cái tình cảm giống như là vợ chồng ra thì hai đứa sẽ có thêm được một cái như vậy nè, thì hai đứa sẽ rất mau tiến bộ, giống như là đôi bạn cùng tiến á. Có nghĩa là em cũng phải lo sự nghiệp của em, bạn này cũng phải lo sự nghiệp bạn này, và hai đứa ngầm thi đua nhau, mình phải tạo dựng sự nghiệp của mình như thế nào hả, mình làm ra làm sao để mà mình có được một cái thành tích trong công việc. Từ đó thì cái kinh tế của mình nó mới ổn định, rồi từ đó mình mới có kinh nghiệm ở cuộc sống để mà mình quay ngược về mình lo cho gia đình nhỏ của mình, để chỉ để chuẩn bị có con. Tụi em có suy nghĩ vậy là đúng, có nghĩa là 3-4 năm nữa hãy có em bé để mà khi mình chín chắn trong cái cuộc sống đã. Và bây giờ đừng có nghĩ là ỷ y lại cha mẹ, tại vì thường như vậy nè, hai đứa mà sống chung với cha mẹ được bảo bọc hoài á, hay có cái động tác gọi là ỷ lại đó. Đừng có ỷ lại. Bây giờ em cứ hình dung đi, em phải tập làm vợ, có nghĩa là về phải biết quán xuyến nè, mình bớt ngủ lại, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cho ba mẹ ăn, rất nhiều việc để mà làm, người ta gọi là những việc không tên của những bà nội trợ đó. Thì em phải học cái đó. Nếu mà thấy mẹ của Thành á, làm cái gì cái mình để ý, mình coi, mình bắt chước. Còn về phía Thành cũng vậy, còn nhỏ mà nhiều áp lực quá, nhiều stress quá cũng có tốt. Cứ bình thường, thoải mái, nhẹ nhàng, phải có đủ sức khỏe để mà làm người đàn ông của gia đình. Chị chỉ có một cái khuyên tụi em bây giờ phải là như vậy. Đôi bạn cùng tiếng nha. Thành, cười lên cái cho vui coi. Cảm ơn em. Em tên là Lan Nhi, công việc chính hiện nay của em là MC. Và bên cạnh đó thì em phụ với chồng em kinh doanh hải sản tại nhà. Rồi mời em giới thiệu cho mình. Em tên là Hoàng Minh, em 27 tuổi và hiện tại công việc chính của em là kinh doanh hải sản tại nhà. Kinh doanh hải sản tại nhà là cái em nhập hải sản từ các tỉnh lên. Quê em ở Vũng Tàu. Em lấy hải sản từ Vũng Tàu lên. Hai em là gặp nhau là trong cái trường hợp nào? Dạ thì vợ chồng em quen nhau cách đây 5 năm trong một chương trình làm từ thiện. Dạ gặp nhau một lần duy nhất là vớt nhau về luôn á. Vớt nhau về luôn, ai vớt ai? Dạ em vớt. Ấn tượng như sao mà em lại vớt con người này? Thật ra là đầu tiên là em không hề biết đến sự tồn tại của anh này luôn. Sau cái ngày đi tham gia đó, tự nhiên có một người gọi điện thoại cho em. Em cũng không biết, ủa có gặp anh này hả? Tại vì thật sự ấn tượng đầu tiên của em với anh này là một người vừa quê, nói chung là không có được đẹp như bây giờ đâu, nhờ vô tay em mới được đẹp vậy đó. Trời ơi. Lần đầu tiên gặp vợ em thì em không có ấn tượng gì vợ em cả. Thì sang ngày hôm sau, cái lúc mà đi diễn kịch rồi đó, thì em để ý với vợ em là thấy nhanh nhẹn, hòa đồng với lại rất là vui. Thì em để ý lúc đó, thì sang ngày hôm sau em chủ động em xin số điện thoại của bạn em trong nhóm. Rồi em liên lạc với vợ của em, rồi em chủ động em cưa cẩm. Chủ động cưa cẩm đúng không? Dạ. Bình thường mà người ta mà cua em á là em biết được liền luôn. Riêng anh này á, anh hiền quá nên thành ra 2 tuần lễ trời mà anh không hề nói với em một tiếng nào hết trơn hết á. Em tức quá em mới nói vậy nè, ủa mình có thích gì không?
Sợ quá run quá kêu có. Tự nhiên mai mà mình không có nói với Nhi là mình thích gì thì mình đừng bao giờ mình gặp Nhi nữa. Dạ. Rồi lúc đó mình sao? Thì sang ngày hôm sau cái câu đầu tiên mà em nói với em á là Nhi có đồng muốn làm bạn gái của mình không? Và từ đó chính thức bắt đầu yêu nhau. Dạ. Anh thấy có một cô bạn rất là duyên dáng và nhanh nhẹn như thế này. Dạ. Anh nghĩ chắc là trong thời gian yêu nhau em sẽ gặp rất nhiều những câu chuyện vui từ cô bạn gái này đúng không? Chuyện vui cũng có mà em thấy là chuyện cãi nhau thì nhiều. Cãi nhau về vấn đề gì lúc yêu nhau? Nói chung là chuyện tào lao trên trời dưới đất, đi ra ngoài đường người ta chạy nhanh rồi chồng em chạy chậm em cũng cãi. Nhưng mà vấn đề ghen tuông hả? Hai vợ chồng thì không ai ghen đâu. Không bao giờ ghen luôn hả? Em không công nhận là em ghen đâu anh. Đâu. Không có bà nào mà công nhận bà ghen. Có không? Bà dạ, đúng ghen không? Dạ có. Để lúc rồi lúc có ghen. Ghen dạ. Sao? Mà trong thời gian quen nhau thì vợ chồng em có làm trong một công ty sự kiện. Thì lúc đó vợ em là MC, còn có thêm BG và ca sĩ nữa, thì lúc đó em làm quản lý. Cái tính của em thì đi đâu cũng hòa đồng, phải là vui vẻ với người với mọi người. Cái cô gái ca sĩ đó thì thấy em như vậy thì em hiền nữa. Thì bắt đầu bắt chuyện với em, chia sẻ cái cuộc sống của cái ca sĩ đó. Cái chuyện mà đưa đi đâu nhau mà người ta đồn lại với em quá trời luôn chị. Đưa đi đâu? Em không biết đưa đi đâu. Đi đâu? Không, tại vì lúc đó là cái nhóm của tụi em làm ở dưới tỉnh. Thì lúc mà đi làm thì em có coi em Đức, bà ca sĩ đi làm chung. Mà quá trời người về luôn mà không rước ai rước, mỗi đúng mình bé ca sĩ. Tại cô đó hoàn cảnh đáng thương hay sao? Em chỉ nghe nói là con nhỏ đó nó ăn hiếp chồng em, suốt ngày cứ bắt chồng em chở đi hoài à. Nên em tức quá, em phải ra mặt chứ. Em ra em nói chuyện với nó, em kêu nè, chị nghe nói là em làm như vậy là không có được nha. Đó, em nói như vậy luôn. Chị muốn ghen đâu đó, nhưng mà em không được như vậy với chồng. Em kêu là em không có được bắt anh Minh làm như vậy nha. Anh Minh là quản lý của em đó, em phải tôn trọng anh Minh. Em nạt nó như vậy thôi. Mà lúc đó đang có mặt mọi người đó, con bé nó về nó đồn lên là em là ghen, em dễ sợ lắm, em ghê gớm lắm. Xong rồi cái em lại tức quá thêm một lần nữa, em lại nói chuyện tiếp. Thì lần này có chồng em nói chuyện luôn, có ba mặt một lời luôn. Lúc đó sao mình? Thì em chỉ biết ngồi với em im, nghe vợ em mà nói qua nói lại rồi thôi. Thì sau cuộc nói chuyện hôm đó thì em chủ động em nói với cô bé đó nè, dẫn đến hiểu lầm như vậy thì thôi anh với em đừng nói chuyện nữa, đừng liên lạc nữa. Để tránh cái hiểu lầm về sau. Đó, chứ thực ra thì em với cô bé đó chẳng có vấn đề gì cả. Dạ, nhưng mà xong rồi về sau này thì cô bé nó lại đi nói xấu em tiếp. Dạ, nên về sau này cũng ảnh hưởng khá nhiều đến công việc, cuộc sống của mình rất là nhiều. Nhưng mà ảnh hưởng có nặng nề lắm không? Dạ, cũng khá nặng nề, tại vì em hiền với chị. Mà tự nhiên bị người ta nói vậy, em cũng buồn. Tức là nặng nề trong cái làm ảnh hưởng tới cái công việc, về đến kinh tế của mình hay là đến cái quan hệ vợ chồng? Đến cả hai luôn vậy. Thế tính là bây giờ là em đã giải tỏa hết được cái vấn đề đó chưa? Dạ, bây giờ cũng còn làm ảnh hưởng tới cuộc sống em chưa? Rồi. Vẫn còn. Tại vì em lâu lâu em lại vẫn nghe một hai người gì đó nói. Chị nghĩ là như này, sau cái hôm nay thì em quên cái việc đó thì tại vì nó đã đi vào quá khứ quá lâu rồi. Bỏ đi, lo làm ăn, lo bán hải sản, lo làm MC. Đúng, dạ. Đúng không? Nó hơi đâu mà nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Còn nếu mà vô tình cái bạn ca sĩ A đó mà bạn có xem cái chương trình này và khi bạn thấy được cái tâm sự của hai vợ chồng thì theo chị thì bạn cũng quên luôn cái sự việc đó luôn đi, giống như cái bạn vợ này nè, hai người quên hẳn tất cả những cái điều mà đã từng xảy ra đi, để mỗi người phải lo công việc của mình. Bạn thì cũng phải lo dưỡng giọng để ca hát. Thôi bây giờ nè, công việc của em bây giờ là vẫn tiếp tục với là cái công việc là MC của chương trình. Dạ, em vẫn có làm một số chương trình nữa nhưng mà em cũng hạn chế hơn hồi lúc trước. Ở nhà làm kinh doanh là chính đúng không? Dạ, nói chung là em 50-50 anh. Mà trong cái cách kinh doanh hai vợ chồng có đồng nhất không hay là cũng lại gây lộn? Thì em muốn là hai vợ chồng cùng làm để nó ổn định một cái việc đã, rồi MC thì em vẫn cứ làm, nhưng mà em đừng có đam mê nhiều đâu quá, để sau lắng cái công việc của hiện tại đi. Thì ý của em như vậy thì có cái vấn đề thôi, mà vợ chồng cứ cãi nhau qua cãi lại hoài. Không phải đâu chị, nói là em vẫn cứ đi làm đi, nhưng mà nói vậy nè thì đi luôn đi, đừng về nữa đó. Dạ, nếu vợ em đi luôn đi thì lúc em sao? Thì cơm bỏ luôn hải sản đi kiếm giờ không bỏ cái đồng áo cùng mua luôn à. Dạ, mỗi lần làm xong về là cứ ủa sao giờ sớm vậy, sớm đi luôn. Trời đi nói kiểu nó sống ốc lắm rồi nè. Dạ, mỗi lần nói vậy là gặp em tính nóng nữa. Thế là cái em cứ lại em gây bắt nhau. Đầu em gây lên. Dạ. Mà rồi vì cuối cùng thì dần sao cái kết ai chịu ai cho tới giờ phút này hết. Nghĩa là em không hài lòng về cách nói đó của ảnh nên là cố làm cho lợi gan đúng không? Dạ đúng rồi, nghĩa là mỗi lần mà thách em gì á là em làm liền luôn. Chết, căng thẳng hơn à. Dạ, có nghĩa là bây giờ cái tần suất mà cãi nhau theo kiểu như vậy thì là nó là bao nhiêu trên bao nhiêu? Dạ, thì một tuần là cãi nhau hết 6 ngày chị. 6/7 luôn. Dạ, mà chị biết sao không? Ngày xưa hai tụi em lúc mà còn quen nhau á, tụi em cũng cãi nhau nhiều lắm nên tụi em nghĩ là thôi chắc lấy nhau về đi để bớt cãi cái gì, hai chồng đóng cửa nhau rù rì. Mà giờ lấy về là có cơ hội gặp nhau hoài nên cãi càng nhiều hơn nữa chị. Ôi trời. Trời, rồi có em bé chưa? Dạ chưa chị. Chưa à, còn nhiều thời gian trống để cãi lộn. Có em bé rồi. Có em bé cái là nghĩ khỏi có thời gian gây lộn luôn. Gây về chuyện em khác. Em nghĩ vậy. Em, chị thấy vậy nè, nếu mà làm chung thì phải có một người định hướng và người kia chỉ là làm theo những đó, cái gì mà anh ấy nói hoặc dạ, chị ấy nói dạ, thế thôi. Đó, chị thì chị cái kinh nghiệm thế, còn chồng một sự nghiệp, vợ một sự nghiệp, mỗi người cùng làm để cùng góp vô cái gia đình nhỏ thì cái đó lại rất là hay. Dạ.
thì tụi em thử suy nghĩ cái việc đó thôi, chứ chị cái này chị không khuyên được. Em cứ thử suy nghĩ coi, cái đó là một cái giả định đặt ra thôi. Rồi bây giờ tiếp theo nè, giờ đến giờ hỏi gì bây giờ? Trong 6 tháng ở quen với nhau thì em thấy vợ em có những cái tính xấu gì không? Cái tính nóng thì càng ngày càng gia tăng, và cái bốc đồng thì nó cũng tăng theo nữa. Với này có cái tính tật xấu là cứ mỗi lần mà giận nhau câu trước câu sau là cầm đồ ném rồi. Trời, không ném là chúng em không? Sao chúng em bị em ném à? Ném qua ném qua bên chúng em. Em ném ở nhà hàng xóm không à anh? Trời ơi, có nào chúng không hàng xóm? Dạ không, nhà em còn riết rồi, thành nó câu mỗi lần mà tụi nó mà gây lộn với nhau á, đi theo lượm đồ, tại vì có lần có sợi dây chuyền chồng em tặng cho em á, tưởng thọ được có 3 ngày hả? Trời ơi, mất tiêu luôn hả? Dạ, em ném xong cái ngồi nó hai vợ chồng mà quề nó khóc lóc ôm nhau cái lực đực đi kiếm mất tiêu sợi dây chuyền. Trời dễ gì còn. Hưởng thọ nó 3 tuổi. Ba ngày. Ba ngày. Tìm địa chỉ. Để đi kiếm canh me tới hôi của. Chút nhắn anh địa chỉ anh dời về nhà qua ở canh me hôi của. Thấy không? Rồi vợ em nóng tính lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Có bao giờ mà trước đám đông mà vợ em nóng? Dạ có. Đi xe ngoài đường á, cái tính của em là cẩn thận, chạy xe từ từ. Vợ em ngồi sau thì rất là nóng tính, kêu sao anh chạy chậm quá vậy, chạy nhanh nhanh lên vượt có người ta kìa. Em kêu em chạy từ từ thôi, việc gì mà phải nhanh như vậy, phải gấp như vậy. Lắm chị, đến lúc mà em kêu vậy á, cái lại cố gắng chạy nhanh. Thì lúc chạy nhanh thấy ghê lắm, chị chạy lạng lách tùm lum chứ không em thấy. Tại vì đó là tức lên rồi. Ừ, rồi bình thường chạy bình thường thì không muốn, còn muốn cứ chọc tức lên thì phải chạy cho thật nhanh. Nó ẩu. Rồi, sao được tiếp tục luôn. Thì hai đứa cãi nhau. Bập ai? Bập trong em luôn. Ủa, bập cái gì? Bập... Em ngồi sau quánh vô lưng hả? Dạ. Có dạ. Dùng hung khí không? Dạ không có hung khí. Có lần nào dùng hung khí không? Dạ không, dạ không. Có khi nào bực quá đánh người đi đường luôn không? Cái đó có. Ủa có không? Đánh rồi. Người đi đường. Đâu kể nghe. Ủa bà đánh làm sao? Dạ tại vì người ta cãi em nên em tức em cầm nó nguy hiểm em bắt tay. Rồi lúc đó chồng sao? Không, bữa đó không có chồng chị. Trời gan vậy, em gan quá vậy. Mình em, tại vì người ta đi đường sai. Mà em tức ở chỗ là quá trời người chung quanh luôn, không có chửi ai hết trơn á, thấy có mình em con gái nên chửi em. Em tức hả, em đừng có nghĩ tôi là con gái, tôi không dám nha. Thế là ổng đang ngồi trong xe hơi, ổng đang lò đầu ra chửi mà ấy đi đứng kiểu gì kỳ vậy. Em vớ cái nón bảo hiểm bợp luôn. Trời ơi. Dạ em bợp luôn, xong rồi cái ổng lật đật ổng mở cửa xe ổng chửi em, nhưng mà cái người ta kêu thôi đi ơi, sai còn là còn mắc nạt của người ta nữa. Đi đi, đi lẹ đi. Đó. Ở quê. Đó, ổng quê rồi ổng bỏ đi, nhưng mà em nó quýnh trước đây em tính sau. Nóng tới cỡ đó luôn á. Dạ. Cái tánh đó của vợ em lo. À đó, dạ, lo chứ em. Nguy hiểm lo lắm á. Dạ. Em lo nhiều lắm chứ. Nguy hiểm lắm. Em chỉ lo là sao, nếu mà cái tính mà cứ duy trì như vậy á thì sau này mới ra ngoài đường mà gặp cái chuyện mà có thằng nó dữ, chứ thật sự mà là khung khí nữa. Nó nhào tới lắm, nó sợ nó xiên một phát là mà thôi rồi. Nhớ nghe, dìm lại. Rồi, tiếp còn gì nữa không? Em thì em chỉ muốn là chồng em quan tâm em nhiều hơn. Thì đừng có mê chơi nữa, với lại ủng hộ em trong cái việc em làm MC để cho cái đam mê của em. Dạ đúng rồi, để cho em có thể em yên tâm em tiếp tục em làm. Rồi chồng sao? Chồng dạ thì em muốn vợ là biết kiềm chế cái tính mình lại, bớt bốc đồng đi và bỏ cái tật hay ném đồ đi. Bây giờ dạ, này chị nè, kết cho thiệt nhanh hai vợ chồng này nè, chỉ dạ. Có hai cái đúng, hai người là đều mong muốn là hoàn toàn chính xác luôn. Chồng nên ủng hộ cái đam mê của vợ. Còn em bớt nóng lại, kiềm chế lại, nhớ những chứ gì không nguy hiểm, nguy hiểm cho bản thân mình thôi. Bây giờ nè, em bây giờ nhìn ông xã có hứa không? Em bớt nóng tính thì chồng em sẽ đồng ý cho em làm đi dẫn tiếp tục cái công việc, cái đam mê của em. Đó. Hứa đi, nắm đi. Chồng hứa cái coi. Bình thường tự tin lắm, đây run quá chị. Không, nhìn chồng mình là tự tin liền. Đối với chồng là tự nhiên riêng có hai đứa là run. Không sao á, rồi nói đi nè, nhìn chồng mình nói. Anh nói trước đi. Em nói trước, anh mới nói được. Trời ơi, em nói đi rồi ngồi cái lộn nữa này nha. Thì nếu như anh ủng hộ em thì em cũng sẽ cố gắng hiền một chút, bớt nóng tính. Thôi, hiền hai chút đi. Dạ, hiền ba chút luôn. À. Dạ. Thay vì chương trình ở đây thì anh cũng đồng ý cho em làm. Thôi, chúc mừng hai em. Dạ, chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì, em tên là Bá Thành, đến từ Tây Ninh. Năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên kiểm soát chất lượng cho một công ty thực phẩm. Có nghĩa là Thành. Ở chỗ nào mà bán thực phẩm, bán đồ ăn rồi là KCS, em đấy kiểm tra. KCS chất lượng về thực phẩm. Dạ. Ê, đó giờ có gặp những cái tiệm nào mà bán đồ ăn mà kém chất lượng không em? Lúc đó mình sao? Xử phạt hay không? Dạ không, cái này làm trong công ty chứ công không ty có làm trong công ty kiểm hàng cho công ty. Rồi ok. Rồi mời em. Em dạ em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý khán giả. Em tên là Cẩm Tiên, em hiện đang làm thủ kho cho một công ty tư nhân. Em có thấy sự liên đới chưa? Sao chị? Thành Tiên. Tiên Thành Tiên đó. Chồng này là hai chồng này chắc ở đâu tới nè, đúng không ạ? Đó, kiếp trước là cũng có dướng díu gì ở đâu trên trần gian, ở trên trển á, đúng không? Dạ. Kiếp này á là xuống dưới trần gian gặp nhau. Dạ. Rồi á là có kiếp nữa là trở ngược lên á, Thành đó, Tiên mà. Tại vì bây giờ là Thành Nhân rồi nè. Nhưng mà tên là Thành Tiên. Tên là Thành Tiên cho nên là cái kiếp thứ ba là lên trển nữa.
Hay quá chị Bàn, hay quá chị Một ơi. Bàn hay không? Chị Bàn giống như là chị biết trước hay sao á. Giống như chị biết trước. Để coi coi hai người này phải gặp nhau trong rừng không nha. Rồi, ủa nhưng mà hai em nói là hai em ở đâu? Dạ. Hiện tại đang sống ở Tây Ninh. Tây Ninh mà. Nhiều khi gặp nhau trên núi. Núi. Trên núi Tây Ninh. Núi. Rừng núi. Ồ, cũng có thể đâu. Rừng núi. Không, này này cái này mình nói mình đoán, em đoán ra mà, đúng không? Nó có một cái gì đó tâm linh chút xíu. Có thể là hai bạn này hồi đó là đi chùa. Đi chùa Bà Tây Ninh để xin một cái điều gì đó. Và hai bạn vô tình gặp nhau ở tại chùa Bà Tây Ninh. Và phải lòng nhau và quen nhau từ lúc đó. Quen trên núi. Đúng, đúng không? Dạ, dạ không. Rồi thôi em bỏ nghề đi. Mệt quá. Làm ông mụ thôi. Ừ. Đâu hai đứa quen nhau sao đâu, kể mọi người nghe đi cưng. Dạ lần đầu tiên thì tụi con gặp nhau là ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại hai vợ chồng cùng là sinh viên được nhận học bổng của quỹ, một quỹ học bổng. Thì gặp nhau ở đồng bằng chứ không phải là trên núi nha. Gặp nhau ở Sài Gòn. Hồ Chí Minh là đồng bằng. Đúng rồi. À, nhưng mà hai người này có cái khác người là hai đứa đều được học bổng đó, ở một trường đại học. Phải sao mới được học bổng đó, phải giỏi đúng không? Rồi gặp nhau ở trong trường, là hai đứa cùng học ở trong trường mà gặp nhau đúng không? Không, học khác trường. Khác trường thì của một quỹ học bổng ở ngoài chứ không phải của trường. Tức là nhưng mà là Tiên cũng được học bổng đúng không? Dạ. Dạ. Tức là cái quỹ học bổng đó cấp cho hai đứa, nhưng mà hai đứa lại học hai trường khác nhau. Dạ. Cùng ở thành phố Hồ Chí Minh và gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cơ hội nào mà gặp nhau? Dạ, tại vì tổ chức họ tổ chức họp mặt cho các sinh viên cùng được nhận tài trợ. Cùng được học bổng đúng không? Cái cơ duyên nó kỳ lắm. Dạ. Phải, rồi lúc đó là bắt đầu chạm mặt nhau. Dạ. Đúng không? Rồi cái ấn tượng đầu tiên mà Tiên nhìn thấy Thành, Tiên có ấn tượng gì không? Dạ hồi đó tại trong cái đó cũng đông lắm mà, cho nên là em cũng không biết chồng ai, em là ai trong đó hết. Dạ tại hồi đó em làm ban đại diện á, cho nên là em chỉ lên chương trình em thuyết trình rồi thôi, còn chồng em ngồi ở dưới là chồng em biết em thôi, em không có biết chồng em. Dạ rồi giờ hỏi Thành nè. Đúng rồi, giờ Thành, là có người bạn Tiên lên thuyết trình thì Thành thấy bạn Tiên. Dạ thấy bạn sao, có ấn tượng gì bạn không? Dạ lúc đó thì thấy vợ nó cũng thấy tròn dễ thương, đúng cái mẫu người mà em thích. Dạ. Ít người đàn ông nào thích vợ tròn lắm. Ông này thích vợ tròn, gặp đúng bà Tiên tròn. Là bà Tiên luôn. Tròn do. Dạ. Em thích luôn. Em thích luôn đúng không? Mà bạn Tiên đâu có biết là em thích bạn đúng không? Tại vì chú nhiều quá. Không, tại thấy cái mẫu người thích thôi, chứ tại lúc đó chắc chứ cũng chưa có làm quen tìm hiểu gì. Tại sao vậy? Tình trạng của em lúc đó là như thế nào? Độc thân hay là có người yêu rồi? Dạ, cái lúc đó hình như vẫn còn độc thân, nhưng mà sau đó vẫn có người yêu. Rồi tới khoảng 4 năm sau thì mới liên lạc, mới gặp lại bạn, bạn vợ. Hiểu rồi, tức là cái lúc đó là gặp nhau thôi. Nhưng mà 4 năm sau mới yêu. Mới yêu nhau. Dạ. Còn Tiên thì không hề biết hả? Tiên có biết không? Dạ không, thôi chỉ có hẹn gặp mặt lần đầu tiên thì hai người gặp thì mới biết thôi. Dạ. Tức là cái lần gặp mặt đầu tiên của hai em. Dạ. Là cách nhau 4 năm. Dạ đúng. Có nghĩa lần đầu hai đứa coi như là gặp, em này gặp em trên sân khấu. Dạ. Là trước đó. Dạ. Tính ra hai đứa cũng gặp nhau nhiều lắm á, nhưng mà em không có biết bạn đó thôi. Để bà Tiên mới kể coi, đâu chị Tiên kể coi. Dạ. Tại hồi đó là bên tổ chức đó là cũng tổ chức nhiều hoạt động á. Nhưng mà chắc cũng gặp nhau nhiều lắm, nhưng mà tại em không có biết chồng em, tại hồi đó đông lắm. Dạ. Xong sao gặp, cứ nói đi. Hồi đó sau 4 năm á thì hồi đó em chia tay người yêu. Chứ xong em nhắn tin, không biết hồi đó thì sao nhắn tin cho chồng em nữa, em cũng không biết nữa. Dạ. Chứ chồng em kêu em là chồng em ít nói lắm, chứ gặp em cũng đâu có nói nhiều đâu, em cảm thấy chắc cũng không hợp đâu. Nhưng mà sau này kiểu như chia tay rồi chứ cũng buồn, cũng muốn có người dẫn đi chơi rồi á. Cho nên là hẹn chồng em. Hồi đó là em, hồi đó là ngày thứ bảy. Dạ, em về dưới nhà em chơi xong chủ nhật em lên. Mà hồi đó là chồng em ở dưới Tây Ninh rồi. Chứ chồng em kêu là bữa đó gặp mặt có được không. Em lỡ kêu được rồi. Mà em đi lên xe, em đi lên đây, em suy nghĩ là có nên gặp không. Tại vì cũng quen biết, thí dụ như mà lạ lạ thì mình gặp mình không thích, mình thích mình bỏ cũng được. Còn đằng này là chung một hội á. Dạ. Bỏ không được. Bỏ không được, kỳ lắm. Lỡ mà quen rồi bỏ là rất kỳ đúng không? Dạ kỳ lắm. Cho nên em mới gọi điện cho ảnh, em hỏi anh đi tới đâu rồi. Anh kêu là anh đang đi tới Củ Chi rồi. Mà mình biết Tây Ninh với Củ Chi thì nó cũng xa, bây giờ kêu người ta quay về thì cũng tội quá đúng không? Dạ. Cho nên là thôi đồng ý gặp luôn. Rồi khi mà gặp nhau thì thấy thế nào? Dạ em thấy cũng bình thường. Bình thường? Dạ bình thường luôn. Không có ấn tượng gì luôn? Dạ không có ấn tượng gì luôn. Còn bạn này thì sao? Bạn Thành thì sao? Lúc gặp bạn Tiên thì cảm xúc em sao? Em ấn tượng gì? Dạ tại
lúc chưa gặp là cũng có liên lạc nói chuyện rồi, trước đó cũng hơn nửa tháng. Dạ, nên là với cũng biết trước rồi, tại có để ý vợ trước đó, nên là em khi gặp em thấy vui. Đúng dạ. không? Em thích bạn Tiên đó. Nên khi em gặp rồi là em thích luôn đó đúng không? Dạ. Đó. Không gì cản nổi đó đúng không? Dạ. Kiếp trước có nợ nần. Thì đảm bảo em. Chắc đi vô hái đầu tiên. Mà bạn này hái. Tức là cái trái đào nó chưa có chín. Ở trên tiên phủ á là chưa có chín. Cho nên hái được. Mà ông ham đâu có ông ham, ông hái. Ông mới bị đầy xuống. Hiểu chưa? Ông bị đầy xuống. Cho nên là bà đào bà rớt xuống rồi, bà đâu có gắn ngược lên cây nữa. Rớt xuống đầy xuống luôn, rớt xuống luôn. Rớt xuống rồi. Rồi cái ông Thành này á là ông cứ đi kiếm, đi tìm, đi kiếm, đi tìm, đi kiếm. Chị nói giống như đúng đầu vậy. Đó. Cho nên bà Tiên mới đâu có ấn tượng gì mà ông này là ấn tượng 4 năm trước rồi 4 năm sau vẫn ấn tượng. Để rồi gặp là dính luôn. Ly kỳ quá. Ly kỳ quá, ly kỳ luôn. Rồi nhưng mà nè, trong cái lúc mà gặp nhau vậy á là ảnh có nói chuyện nhiều không? Có cởi mở không hay là rụt rè? Ảnh kêu ảnh ít nói nhưng mà em thấy ảnh nói cũng nhiều á. Dạ. Rồi sau cái lần đó thì đúng bao rồi. Lâu mới yêu nhau? Sau lần đó là chính thức yêu nhau là bao lâu? Không, tại trước đó là cũng có tỏ tình với vợ rồi. Vợ cũng đồng ý rồi nhưng mà dạ. Có nghĩa là trước khi gặp mặt là đã tỏ tình rồi hả? Dạ. Tỏ tình qua Facebook rồi luôn. Dạ. Đúng không? Mà vợ đồng ý rồi cho nên hôm đó mới gặp mặt đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà nãy bà mới xì ra kìa, bà nói không ấn tượng gì hết trơn. Dạ thế đó con cũng biết rồi. Biết luôn. Chắc là hiểu hoặc hay sao á. Rồi sao rồi bao lâu thì mới bắt đầu cảm thấy là yêu mến mến anh này? Dạ chắc cũng phải nửa năm hả chồng hả? Không, 3 tháng hả? Dạ cái hồi nói chung là cái hồi mà em bị tai nạn á, bạn em chở em về mà bị tái xe á, chứ xong em vô bệnh viện, chứ xong anh này mới từ Tây Ninh lên thành phố chăm sóc em. Là lúc đó là em mới có cảm tình, em thấy anh này hiền nè. Cái lúc đó đó. Tôi nói ông này nợ bà này. Nợ đó. Đi hái trái mà hái bậy á. Ta chưa chín mà ông hái đó. Đúng ra là cái trái đó mọc ở trển nó xum xê lắm. Nó tốt lắm mà xuống này. Đó. Thì á là lúc thôi. Đó bắt đầu em mới 3 tháng sau đúng không? Dạ. Là sau cái cú tai nạn đó thì bắt đầu em mới quý anh này, mới thương anh này. Dạ. Đứa mới chính thức yêu nhau. Dạ. Tại lúc đó em cũng không có biết. Nói chung là em cũng không có hiểu rõ anh này, do đó không biết tính tình ảnh ra làm sao. Nhưng trong cái thời gian nằm viện á, ảnh chăm sóc em đâu á thì em mới hiểu rõ được cái tính tình, thì lúc đó là mình mới xác định. Tính tình lúc đó anh làm gì cho em? Săn sóc hả? Săn sóc kiểu gì? Đút cơm cho em ăn. Nấu đút cơm hả? Dạ. Rồi hồi đó, hồi đó em bị gãy tay này nè. Chứ rồi cơm đó là anh mua hay là anh tự nấu anh đem lại cho em? Dạ. Mua với căng tin đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi sau đó là chăm sóc suốt ở trong bệnh viện hay là có về nhà chăm sóc nữa không? Dạ chừng sau em về Đồng Nai thì lâu lâu anh cũng xuống anh thăm. Từng xuống lần. Lần đó vốn liếng mất nhiều không? Dạ cũng nhiều. Nhiều đúng không? Thấy chưa? Tôi nói là khẳng định bạn này nợ bạn này. Nhưng mà gì nè, cái duyên cái nợ là vậy đó. Không, như vậy nè, coi như là chăm sóc mà lúc đó, tại vì em đang là sinh viên hay là đã đi làm? Dạ lúc đó đã đi làm. Đã đi làm chắc tiền cũng không có nhiều đúng không? Dạ. Mà đi lên chăm sóc như vậy rồi ăn uống rồi ở người đâu rồi bao nhiêu là chi phí tất cả mọi thứ rồi. Lúc đó là vậy là em phải mướn khách sạn em ở để em chăm cho bạn này. Dạ, ở đúng trong không? Bệnh viện luôn. Ở trong bệnh viện luôn. Dạ. Wow. Nhưng mà cái lúc mà cổ mà về nhà rồi đó, thì em đâu thế nào mà em qua nhà cổ mà em chăm sóc và em ngủ lại đó. À, cái lúc đầu tiên lúc mà vợ mới bị tai nạn đó, nên là cứ nghĩ là cái lúc đó thì bị nhẹ thôi nên là vợ không có dám gọi cho má nhà biết nên là mà vợ ở phòng trọ cũng không có cho người lạ vô nên là mới dẫn vợ ra khách sạn để tiện chăm sóc thôi. Mướn khách sạn quá chị ơi. Vợ. Dạ. Trời ơi, mà bao lâu? Dạ chắc khoảng 4-5 ngày. 4-5 ngày là cũng 4, tiền không? Bộn nha, một ngày là cũng 250. 4-5 ngày cũng 1,000,000 đó, bạn giỡn nha. Chưa tiền ăn, tiền uống đó, tiền thuốc, tiền thang đúng chăm không? Chăm sóc ở trong khách sạn là lửa gần rơm luôn. Đúng không? Nó có bùng cháy không? Tiền. Cười kìa. Không tiền. Đó. Lửa có trong khách sạn mà, chăm sóc quá. Lửa gần rơm rồi có bị cháy không? Dạ nó bén một lần, hai lần thứ ba chứ nó bén luôn. Là bén luôn. Có bén không? Có cháy nổ trong khách sạn không. Đúng không? À, như vậy là trong đó luôn phải không? Lần đầu tiên của ai đó. Là nội bộ trong 4-5 ngày đó là đã xảy ra cháy nổ đúng không? Dạ. Đúng không Thành? Dạ. Trước đó cũng có đi chung nhiều lần, tại đi vợ dắt vợ đi du lịch á, cũng ở chung nhưng mà không có. Không có bén. Chưa bén. Dạ. Chưa cháy. Chưa có bén. Đúng không? Ông gan thì tay người ta gãy mà ông muốn cho gãy thêm lần nữa đúng không? Như vậy là trước khi thành tiên là em đã thành công rồi đúng không? Dạ. Rồi. Như vậy là như vậy. Nhưng mà cái lúc đó là tay em đang đau mà đúng không? Gãy mà đau gì vậy? Gãy. Chà như vậy chắc cũng khó vất vả lắm mà đúng không?
Dạ, dạ. Cái làm bán nó chắc vất vả với em lắm đúng không? Dạ thì cũng hơi vất vả một xíu nhưng mà thích. Sao thích? Sao thích vậy? Tay chân ngay đơ vậy, có gì tay chân ngay đơ có cụ quậy gì được đâu. Tại có cảm giác mới. Nghĩ là cán cước luôn. Ủa nhưng mà cái lúc mà ảnh đòi, ảnh gợi ý đó. Dạ. Em có từ chối không? Có, lần đầu tiên em từ chối. À. Lần đầu tiên em từ chối. Anh từ ơi, chối. Em đang bị thương mà sao? Đâu, đúng rồi. Để tiên kể. Đúng rồi. Từ đầu đến cuối chị nghe. Là ngày thứ nhất là đã gợi ý chưa? Không, cái vụ mà ấy ấy á, đòi á, rồi em từ chối đó rồi nó làm sao? Lần thứ nhất trong cái đêm đó luôn. Ừ. Lần thứ nhất thì có đòi. Ừ. Nhưng mà em từ chối, em kêu là tay tôi đau á, không có làm mạnh gì được đâu, ngủ đi. Vậy là cũng đắp mình ngủ chị, đắp mình ngủ. Xong ngủ được khoảng tầm 10 phút lại dậy nữa, lại đòi nữa. Chà, tới sáng luôn á. Sao nữa? Em mệt quá, em nằm muốn làm gì là anh đi. Là đêm đầu tiên là lấy rồi. Dạ, không. Cái đêm đầu tiên là ngủ bình thường, có đêm thứ hai ở trong khách sạn á. Là không cứ sờ quần hoài á. Rồi đêm thứ hai là em mệt mỏi, em nói thôi tôi muốn làm gì đó làm đi. Ok. Ừ. Rồi cuối cùng mà thấy cũng thích thấy được. Nên để luôn. Để luôn. tay đau rồi kệ đó đúng không? Sao thành? Cái cảm giác sao rồi? Dạ thích. Thích đúng không? Dạ. Thương rồi mà, cái đó là cái người mình thương mà. Tại vì trước đó là hai đứa đã từng đi chung với nhau rồi, đúng không? Rồi. Như vậy nè, bây giờ quay lại, anh muốn quay lại cái kỷ niệm đầu tiên mà hai đứa quen nhau đó, là lần đầu tiên mà ai là người tỏ tình trước? Vậy đó bên đây ta tỏ tình rồi mà. Nhưng mà ai là người nhưng mà em tỏ tình mà em có thể hiện không? Dạ, chị... cái thời gian mà lúc mà em yêu bé Tiên á, dạ, là em có sàm sỡ gì không, ví dụ đi chơi á, khoác ôm eo nữa hay là hung hay là nắm tay nắm chân gì á, là em có chủ động em làm việc đó không? Dạ có. Có luôn. Dạ. Mà lần đó là lần đầu tiên gặp hay là lần thứ mấy? Dạ lần đầu tiên. Ở đâu? Lần đầu tiên, ở đâu? Dạ ở phố đi bộ. Rồi Tiên nghĩ sao trong người? Lần đầu tiên mà làm gì em? Ôm eo em. Rồi lúc đó em nghĩ sao? Em nghĩ chắc cũng không được đâu, không đàng hoàng lắm đâu. Dạ tại mới có lần đầu tiên à. Mà ôm eo rồi. Dạ ôm eo là rồi. Đi bên đường đúng không? Đi bên đường cái thò tay qua ôm đúng không? Dạ đúng rồi, ôm mà còn kéo sát lại nữa. Kéo sát em lại luôn. Dạ, dạ chứ không phải ôm bình thường. Mà để vị trí này hay là có không, để vị trí này thôi. Để vị trí này thôi. Mà em đã nghĩ trong đầu là này không được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có phản ứng không? Em có phản đối không? Ví dụ như gạt cái tay ra hoặc là né qua. Dạ không, sao hồi đó em cũng để yên luôn anh. Thì đó trời đất ơi, vậy bà cũng đâu được đâu. Duyên nợ rồi, không có trốn được đâu, không có chạy được. Cuối cùng cũng phải thành Tiên. Không, nếu như mà người khác đó là em đã ấy rồi. Cái nợ cái nần rồi. Nhưng mà cái lúc đụng như vậy là lần đầu tiên đúng không? Rồi sau đó cái nụ hôn đầu tiên đó thì là có làm luôn không? Hay là bữa khác? Dạ bữa khác. Bữa khác. Sau đó bao lâu? Sau cái vụ mà eo là bao lâu? Cũng trong đợt đó luôn, thì khoảng mấy ngày. Mấy ngày sau thôi. Dạ. Cũng phố đi bộ luôn là sao? Dạ không, ở hồ bơi. Chà, hai đứa đi bơi là thành công rồi. Hôn nè, đầu tiên là ở phố đi bộ là đồng bằng. Rồi lần thứ hai á là nụ hôn là dưới nước. Dưới nước. Đúng không? Rồi. Rồi cái lần thứ ba là khách sạn. Khách sạn. Nó cao biển rộng là có đủ hết. Trời, chị bàn sao hay quá chị một. Cái gì chị bàn chị, cũng được chứ. Chị nói là thì sợ kiếp luôn trước, kiếp trước nha, rồi kiếp này gặp nhau rồi đó. Như đó ứng thành người rồi đó. Nha. Có kiếp nữa là hai đứa là ở trên trển là cũng vẫn ở chung chắc, nhau đó. Chắc hôn nhau ở trên cây đa, ở trên cung trăng đó, ha. Giỡn, rồi thôi bây giờ như là tình cảm của hai đứa nó dễ thương quá. Đó, lấy nhau quá đẹp. Khoảng 3 tuần nữa là được 5 rưỡi. À, ông chồng có, nhớ hết tới chưa? Có tin vui chưa? Dạ chưa. Dạ, chưa đúng không? Dạ. Ủa mắt em có muốn tin vui liền không? Dạ muốn. Dạ, muốn đúng không? Rồi chút đi anh chút nghe. Dạ. Rồi tật xấu trước đi rồi chút anh Bin anh chút cho ông bói không được chứ mà ông gọi là ông chút là ngon ạ. Trời ơi mới đây nè, mới một tuần nè. Cặp vợ chồng kia mới báo tin luôn. Trời anh ơi, em chút một cái em dính liền luôn. Thôi mà em nói em chút nó có đứa gái không? Dạ có đứa gái. Trời ơi ông ngủ luôn đó, yên tâm đi. Báo tin. Nha. Dạ. Rồi tiếp nè, bây giờ dạ, này tật xấu của ông Thành là gì Tiên? Dạ nhiều quá anh, em kể từ từ nha. Ngủ gáy anh, ngủ gáy dữ lắm. Rồi. Ngủ gáy có khi mà em quy định là ảnh không được ngủ trước. Anh ngủ trước là em sẽ đánh ảnh dậy để em ngủ, xong rồi ảnh ngủ muốn ngủ thì ngủ. Dạ. Cái thứ hai nữa là giận vợ hay là giận chuyện gì cứ bỏ xa đi thôi. Dạ. Giận dỗi bỏ đi. Dạ bỏ đi mà không đem tiền, không đem theo điện thoại. Rồi không đem, nói chung là không đem theo một cái thứ gì liên lạc hết á. Dạ. Sao không dạy không? Không bỏ đi nhỏ nhà. Rồi ở nhà rồi, ví dụ có chuyện gì, ví dụ vợ gọi thì sao được đây?
Dạ, tại tính đi ra ngoài xíu thôi đặng cho vợ xả bớt xuống, rồi thôi mới quay lại. Giận dỗi hay bỏ nhà bỏ điện thoại? Dạ. Bỏ tiền ở nhà luôn? Dạ đúng rồi. Thế xong chừng về em hỏi đi đâu vậy, kêu đi về nhà má dưới Đồng Nai mà đi bộ. Giận dỗi hơn. Dạ em hỏi đi bộ chừng tàu tới, kêu 4-5 ngày cũng tới. Dạ. Nhưng mà thực ra là chắc không có về mà chắc ngủ đại ở công viên hay gì đó đúng không? Dạ. Có khi nào về xuống tới Đồng Nai thì không, đi bộ thì không? Dạ không, không có đâu chị. Dạ. Giả bộ ra ngoài thôi. Giả bộ ghế đá công viên nằm nghỉ ngơi đồ. Từ lúc quen cho đến lúc cưới bây giờ ở chung với nhau thì có bao giờ mà ông giận dỗi mà ông đi tới mấy ngày liên tục không? Dạ không, không có đi mấy ngày đâu anh. Dạ thí dụ đi khoảng tầm chắc 1.5-2 tiếng à. Em đi kiếm chứ chắc ông lang thang ngoài công viên á chứ không có vô, không có ra la cà quán cà phê tại đâu có tiền đâu cà phê. Đúng rồi. Dạ đâu có tiền đâu. Dạ cũng không có xe, cũng đi đâu luôn, cứ đi bộ vậy. Rồi sao nữa, tật gì nữa nè? Hay sổ mặt lắm. Lâu lâu em giỡn cái gì á mà thí dụ như mà không vui hay là không được ý á là ngồi sụ giống như em bé vậy đó. Anh không có suy nghĩ được cái lúc mà em sụ mặt cái con mắt của em nó tệ tới cái nào luôn. Con mắt em vốn dĩ là nó đã sụp rồi, đúng không? Anh cũng thuộc dạng là mắt sụp nè em, nhưng mà em còn sụp hơn anh nữa. Những lúc em sụ thì không biết nó tệ tới cái nào luôn. Hồi đó mình muốn vui, mình muốn chọc ảnh chứ tự nhiên ảnh giận thì anh sụ mặt xuống như hết vui luôn. Chứ xong em cũng sụ theo luôn. Mấy lúc đó chỉ giả bộ buồn thôi mà cái tưởng thiệt mặt thôi. Vốn dĩ cười đã vẫn buồn mặt rồi buồn thì huống chi buồn. Đôi mắt tệ cực quá. Đó. Rồi tiếp tục còn gì nữa không nè? Dạ thật xấu á, thật xấu á, thật xấu á. Dạ chưa nghĩ ra được nữa vậy mà nãy nói trời thật xấu cũng nhiều lắm. Thôi thực ra cũng đáng yêu mà, chỉ có hay giận nè, hay giận dỗi nè. Đó rồi giận thì hay bảo nhà đi nè. Đúng không? Đúng mà nó nghe nè. Hay nói chuyện cọc lóc với vợ nữa. Cọc lóc. Điện thoại đi chứ, nhiều khi đi ngoài công viên nhiều khi bị ma nữ bắt cái sao gọi điện cho vợ được. Giận cũng đem điện thoại đi đi con. Dạ. Nghe rút kinh nghiệm lần sau giận được. Giận bỏ nhà đi được, tức là không phải lúc cãi nhau á mà ảnh bỏ nhà đi vậy cũng được, bỏ ra bước ra khỏi nhà. Để hại chồng khỏi gây lộn đó. Thì cái chiêu đó cũng được, nhưng mà phải cầm điện thoại theo. Để lỡ có gì á, vợ nó còn điện. Ví dụ vợ ở nhà mà lỡ nó có đau bụng hay là này kia nọ nó điện, đúng không? Đúng không bà Tiên? Dạ. Rồi bây giờ tới ông Thành đó. Đó ông Thành kể thật xấu của bà Tiên coi. Tự nhiên không nghĩ ra nữa vậy. Dạ vợ thì có hay hay nóng tính, không có khó kiềm chế cảm xúc của mình. Dạ. Rồi, nóng tính. Dạ. Nóng nhất thì làm gì? Dạ chỉ la rồi chửi chồng thôi. Cái gì? Chửi chồng. Dạ. Chửi chồng chửi sao? Dạ bình thường con cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ hả? Dạ. Có chửi gì? Có mày tao không? Dạ không, tại hai vợ chồng cãi nhau thì chỉ nặng nhất thì chỉ xưng anh em thôi, còn bình thường cãi cũng xưng vợ chồng nữa nên là vậy đó hả? Dạ chửi là... chồng, cái từ chửi chồng này ghê lắm á. Dạ. Ví dụ như la, dạ. Càm ràm thì được, nghe câu chửi chồng này nặng lắm nha, lớn lắm đó nha. Dạ đúng rồi. Như vậy chắc có lẽ là chửi dữ lắm cho nên ổng mới bỏ nhà ổng đi á. Dạ không anh, dạ. Em không có chửi dữ đâu, em chỉ ví dụ là em chỉ cái đôi mà nặng nhất của em làm chửi. Em chỉ nói chung là em nói dài thôi, em không có chửi. Dạ đúng rồi, nói nhiều. Mềm mềm á phải không? Lèm lèm nó hoài, nó nhây nó nhưa đó phải không? Dạ đúng rồi. Đó, phải. Còn gì nữa, ông Thành ông hiền như bục vậy đó. Trời. Má cái mặt như ông bục vậy. Còn sao nữa nè? Tiên này là Tiên ngủ canh cái lò luyện đan á. Bây giờ á Thành mong muốn Tiên thay đổi cái gì nhất? Dạ là phải như là bớt nóng tính, kiềm chế cảm xúc mình lại. Cái đó cũng tốt cho mình. Dạ. Cái đó chỉ muốn nhất là cái đó thôi. Muốn nhất là cái đó đúng không? Mong muốn là bớt nóng tính lại. À với vợ còn một cái tính nữa. Còn tính gì? Đó là vợ ghen. Ghen? Ghen hả? Dạ. Ồ, ghen dữ không? Mỗi lần ghen làm gì? Dạ không, chỉ đòi chia tay thôi. Đòi chia tay thôi hả? Dạ. Mà nhiều không? Một tháng vậy đòi chia tay mấy lần? Dạ không, hồi lúc trước khi, hồi lúc đang quen với lúc mới cưới thì nhiều. Còn bây giờ thì tại con cũng hiểu tính vợ rồi nên là không có làm không làm để vợ nổi điên lên nữa. Dạ, đúng không? Rồi. Nhưng mà ghen, mà ghen chuyện gì em phải có như thế nào thì mới dạ, ghen chứ. Chị giống như là lướt Facebook hoặc Zalo thấy hình gái cái bấm vô like dạo đó đúng không? Dạ. Thấy like dạo cái là ghen. Dạ. Không tôi vậy tôi cũng ghen nữa. Hiểu không? Thiệt luôn á, khó chịu, đâu biết người ta là ai đâu mà đặt like. Dạ, người quen like. Người quen của vợ luôn. Không, người quen của chồng nha. Người quen của chồng mà vợ không biết người đó là ai đúng không? Dạ đúng có rồi. Có biết không?
Dạ, có mấy người thì biết, có mấy người thì không biết. Mà ghen với mấy người biết hay ghen với mấy người không biết? Dạ, hồi đó giả bộ ghen thôi mà anh tưởng thiệt á. À, chứ thực là không ghen, không ghen, đúng không? Tại bà kèo trên mà, bà tiên mà. Bà kèo trên là bà dễ gì bà ghen. Rồi bây giờ em có mong muốn vợ hết ghen không Thành? Dạ, cái đó bình thường nên là chỉ muốn vợ là ghen cho nó thêm gia vị, đúng không? Dạ, bớt nóng tính. Rồi bây giờ Tiên thì muốn anh thay đổi điều gì? Dạ, em muốn cho em thay đổi là ngủ đừng có gáy nữa. Cái đó khó lắm. Cái đó bệnh lý rồi chứ không phải tật xấu rồi. Cái đó thuộc là khó bệnh lý mày. Rồi, cái đó là phải đi bác sĩ nha. Đó là phải đi bác sĩ nếu mà muốn chồng bớt ngáy. Em phải đi khám tai mũi họng để xem coi mình có bị mắc kẹt cái gì ở cái trong cuống họng mình hay không. Có nhiều người cái vách ngăn nó bị không có thẳng, nó dẹo, lật ngáy, ngáy dữ lắm. À, thằng em của anh đó là mới đi khám á, tại tự nhiên ngáy ghê quá đi khám thì mới có là polyp ở vách ngăn á chị, polyp ở trên trên mũi. Thành ra mổ lấy nguyên cục ra luôn. Đó thì đi khám đi em. Cái vách ngăn á. Còn anh như anh là tại vì có da có thịt cho nên anh ngáy là chuyện bình thường. Đó. Rồi như vậy là hai vợ chồng là cái mong muốn thay đổi cũng rất là đơn giản. Không? Dạ, không, mà còn việc... nữa, còn nữa, em muốn mong muốn thay đổi gì nữa? Em muốn chồng em là khi mà giận nó thì có thể làm gì khác ngoài chuyện bỏ đi. Tại vì chồng em mà bỏ đi á, không có cầm gì trong người á, em cũng cảm thấy lo lắng lắm. Mà em cũng đi kiếm, rồi đi kiếm cũng 2-3 tiếng đồng hồ như vậy. Rồi sáng hôm sau em đi làm em rất là mệt. Dạ. Hiểu không? Cái đó chính xác đó. Cái đó, tại vì biết sao mình còn vợ thương mình mà. Gây lộn thì ai không gây lộn, vợ chồng nào cũng gây lộn hết trơn á, bạn bè gây lộn, anh em gây lộn, mẹ con, cha con cũng gây lộn nữa. Thì vợ chồng sao tránh khỏi. Nhưng mà biết là vợ thương mình á thì mình phải hiểu là vợ rất quan tâm tới mình. Thành đã có gây có gì á thì nhớ đi ra cầm cái điện thoại đặng cho nó biết là mình đang làm gì, đang ở đâu. Vậy thôi, nghe. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Nhưng mà anh hỏi nè, mỗi một lần gây lộn như vậy á là có giải quyết hết vấn đề hay không? Dạ, giải quyết hết vấn đề anh. Thôi vậy được rồi. Thôi bây giờ trước khi bây kết giờ, thúc thì không, đó, bây giờ để anh Minh Trúc phải không? Anh Minh Trúc là trước khi đó chị dặn nè. Dạ. Bây giờ hai đứa mới cưới nhau đúng không? Dạ. Coi như được mấy 3 tuần nữa là được 1.5 năm đúng không? Đó, được 1.5 năm. Sau đây ví dụ mà anh Minh á chúc mà hai đứa có bầu. Dạ. Ha. Đó, bé có bầu thì là tuyệt đối bỏ cái vụ mà đi ra ngoài. Đúng. Nghe nhớ nghe, nhớ nghe. Rồi cái thứ hai nữa là nếu có bầu rồi á là vợ sẽ nóng tính hơn nữa. Vợ nó sẽ nóng tính hơn, nó sẽ trái tính trái nết hơn rất là nhiều. Thì mình cứ gồng đi, mình gồng trong cái thời gian vợ có bầu đi. Đó, tuy nhiên nha vợ, lúc mình đang có bầu mình cũng tự mình phải biết hạn chế nóng nảy. Hiểu không? Nếu như mà nó không phải là do cái kích thích tố nữ á, mà nó làm cho mình bị bộc phát lên như vậy thì mình phải tự biết là mình kềm hãm cái nóng tính của mình lại. Thì nó rất ảnh hưởng cho cái bào thai. Nhớ nha, đó dặn dò trước vậy đó. Đó rồi để ráng mà giữ sức khỏe để mà cho em bé khỏe tốt. Rồi mẹ tròn con vuông đúng không? Đúng rồi. Với anh cũng xin tiếp lời nữa là cái việc mà nóng nảy mà bỏ đi ra ngoài như vậy nó vô cùng nguy hiểm. Nó không phải nguy hiểm cho cái người bỏ đi mà người ở lại cũng nguy hiểm. Thí dụ trong nhà nó có một cái chuyện gì xảy ra thì làm sao kêu được. Đúng chưa? Rồi chúng ta có thể thỏa nghe nghe bản thân anh là trước ông hay bỏ nhà đi mà sau này thỏa thuận với nhau, không cần phải đi đâu chứ chỉ cần nói với nhau. Chúng ta cần im lặng. Thế thôi, đừng ai nói tới ai cả. Đó là một cái giải pháp tốt, đúng không? Đừng đi em à, nghe. Rồi thôi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và anh chúc cho hai vợ chồng thành tiên nghe. Rồi, năm nay ha. Cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Dạ, em cảm một ơn. 1.5 năm rồi con ơi, xuống đi con ơi, xuống đi con ơi. Nghe. Xuống đi, được rồi, đừng nói tránh nữa nghe. Chúc cho hai vợ chồng qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với hai gia đình nội ngoại và đặc biệt đến với gia đình của hai em. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn hai đứa. Dạ, em có một ý là vợ hay buồn là tại lúc quen nhau á không có cầu hôn vợ nên bây giờ em xin hát một bài để tặng cho vợ. Rồi hay quá, đứng lên hát tặng vợ luôn. Trời ơi, về đây vợ. Vợ hơi ngạc nhiên đó, cô Tiên cũng ngạc nhiên đó, nhưng mà Thành gác đi. Đừng quá lo lắng cho anh, khi mắt của anh còn thấy. Đừng sợ thiên hạ bắt nạt, khi vẫn còn anh ở đây. Sống hôm nay thì biết hôm nay, chuyện ngày mai cứ để mai tính. Chừng nào anh vẫn còn sống cứ để vất vả lo toan gánh một mình. Chuyện cơ cực anh cũng không ngại, đơn giản vì anh yêu em. Anh không muốn vì anh em phải lao vào dòng đời bon chen. Nhưng cuộc đời vẫn là cuộc đời, kiếp người có trải dưới trời. Anh chỉ lo một ngày nào đó, điều anh sợ không ngờ mà tới. Sợ một ngày tiền bạc tiêu tan, không xây nổi cho em nhà lầu. Tương lai sự nghiệp tiêu tan, không lo đủ cho em ngày sau. Sợ một ngày lâm cảnh cơ hàng, ngày qua ngày sống trong lo âu. Lo không biết khi nào em nói, anh ơi em ngại vượt qua cùng nhau. Tất cả chỉ là nếu như, anh không mong điều đó xảy ra. Cho dù chuyện có xảy ra, anh chỉ muốn nói một điều là những điều tốt đẹp nhất em hãy là người giữ lại. Tất cả những gì tệ hại anh sẽ là người gánh trên hai vai. Đừng lo.
Hay rồi, quá. Hay quá, ôm chồng cái đi nào. Ôi ôi, à, chưa, có nhẫn nữa. Kìa. Bảo đảm vỡ òa luôn nè. Hồi nãy là lời của Ráp, còn bây giờ là lời của mình, nghe Thành. Đâu, Ráp đó là Thành tự viết đó đúng không? Dạ không. Không, cũng theo một Ráp. À, một cái bài Ráp. Rồi. Và bây giờ chúng ta đang chứng kiến nha, một giây phút hạnh phúc của vợ chồng Thành Tiên. Trời ơi, cưng quá. Dễ rồi. Chúng ta đã nhìn thấy được giọt nước mắt quá xúc động của Tiên. Tháng sau có bầu luôn. Tháng sau có bầu dính luôn. Đầu năm sau đẻ luôn. Nghe Thành. Rồi, em có muốn nói gì không? Hả Tiên? Có muốn nói gì không Tiên? Dạ em xúc động không nói gì hết. Em xúc động không nói gì nổi luôn đúng không? Dạ. Mà thấy yêu chồng không? Dạ có. Yêu quá trời yêu đúng không? Dạ. Thôi, anh nghĩ là giọt nước mắt này là một giọt nước mắt rất là giá trị, giọt nước mắt hạnh phúc trong chương trình Vợ Chồng Son. Và xin chúc cho hai em cứ như thế này, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời và sống trong một cái niềm vui an lạc và hạnh phúc nha. Rồi. Rồi. Okay. Rồi.